Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin Việt Nam. Việt Nam đang bị Hoa Kỳ giám sát nâng cao về thao túng tiền tệ. Việt Nam đang bị chính phủ Hoa Kỳ giám sát nâng cao về thao túng tiền tệ. Thống đốc ngân hàng nhà nước nói trong một phiên họp báo Việt Nam Finance của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam đưa tin vào ngày thứ Ba mùng 3 tháng Giêng, thuật lại lời của bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã nói như trên trong một cuộc họp trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Bà Hồng nhìn nhận năm vừa đi qua vô cùng thách thức cho bà ở trong nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ giữa áp lực lạm phát gia tăng, lãi suất, đồng đô la lên giá ở trên phạm vi toàn cầu và những khó khăn của thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp ở trong nước vân vân. Bà gián tiếp nói đến những vụ bắt giữ đại gia Trịnh Văn Quyết, nữ đại gia Trương Mỹ Lan và một số người nữa về phù phép gian lận chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp làm rung động dư luận. Việt Nam bị Hoa Kỳ cáo buộc thao túng tiền tệ từ năm 2020, trong khi nhà cầm quyền Hà Nội phủ nhận và đưa ra một số lời giải thích. Ông Vương Đình Huệ khi đó là phó thủ tướng, phụ trách về mảng kinh tế, đã phải vội vàng bay sang Hoa Thịnh Đốn để giải thích. Chính phủ Hoa Kỳ cử người sang Việt Nam điều tra, rồi ra kết luận là Hà Nội không thao túng tiền tệ. Này chính bà thống đốc ngân hàng nhà nước nhìn nhận nguy cơ có thể bị Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu các cuộc đàm phán đối phó không đem lại được kết quả. Một vụ tai nạn xe cộ trên cầu Mỹ Thành ở tỉnh Bến Tre hôm 3 tháng Giêng đã khiến cho một bé trai ngồi sau xe Honda văng xuống sông và tài xế của chiếc xe vận tải nhảy theo cứu nhưng cả hai đều bị nước cuốn trôi. Nam tài xế 35 tuổi lái xe vận tải hướng từ xã Thuận Điền sang xã Mỹ Thạnh của huyện Dụng Trôm vào sáng 3 Tây tháng Giêng. Khi qua cầu Mỹ Thạnh, chiếc xe vận tải này đã đụng phải chiếc xe gắn máy chạy cùng chiều do một phụ nữ đang lái chở theo đứa con trai 4 tuổi ngồi ở phía sau. Vụ đụng xe đã khiến cho chiếc xe gắn máy bị nghiêng vào thành cầu, khiến cho bé trai ngồi phía sau văng qua lan can, rơi xuống sông Bình Chánh, là một nhánh của sông Hàm Luông. Tài xế của chiếc xe vận tải nói trên liền nhảy xuống sông để cứu bé trai, thế nhưng do nước chảy xiết cho nên cả hai người đã bị cuốn đi mất tích. Người dân địa phương đã đưa nhiều ghe xuồng để tìm kiếm. Hơn một giờ đồng hồ sau đó thì bé trai được tìm thấy cách chân cầu khoảng 4 cây số trong tình trạng tím tái và em bé này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Cầu Mỹ Thạnh bắc qua sông Long Bình được làm bằng khung thép Mặt cầu rộng từ 2,5m tới 3m được lót bằng gỗ và những tấm thép. Sản lượng xuất cảng cà phê của Đắk Lắk cao kỷ lục. Vào năm 2022, sản lượng cà phê xuất cảng của tỉnh Đắk Lắk đạt được 380.000 tấn, cao nhất từ trước cho đến nay. Sở Công Thương của tỉnh Đắk Lắk cho biết vào hôm 2 tháng riêng, kim ngạch xuất cảng cà phê của tỉnh Đắk Lắk đạt được 798 triệu Mỹ kim, chiếm 53,2% kim ngạch xuất cảng của toàn tỉnh. Xuất cảng cà phê trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk chủ yếu là cà phê nhân và cà phê hòa tan. Giá xuất cảng cà phê nhân bình quân của các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk ở trong niên vụ cà phê từ 2021 đến 2022 đạt được 2.037 Mỹ kim cho một tấn tăng được 363 Mỹ Kim cho một tấn so với niên vụ trước đó. Ông Huỳnh Ngọc Dương là phó giám đốc của Sở Công Thương của Đắk Lắc cho biết, sau khi ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Âu, thì việc kiểm soát cà phê chế biến của Việt Nam được nới lỏng. Do đó, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đi sâu vào chế biến và sản xuất cà phê hòa tan, nâng cao sản lượng xuất cảng cà phê chế biến. Có thời điểm giá của cà phê tăng vọt đạt được 50.200 đồng cho 1 kg, nên các doanh nghiệp tranh thủ bán ra từ đó cũng có phần thúc đẩy kim ngạch xuất cảng cà phê gia tăng. Thành phố Hội An tại Việt Nam đông nghẹt du khách nước ngoài. Thị trường du khách quốc tế đến Quảng Nam bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc cao gấp 3 lần so với du khách nội địa trong dịp Tết Dương Lịch vừa qua. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Quảng Nam cho hay, từ ngày 31 tháng 12 năm ngoái cho tới ngày 2 tây tháng Giêng năm nay, số lượng du khách tới tỉnh Quảng Nam khá đông, theo thống kê thì số du khách tới đây là 120.000 người, trong đó có 89.000 du khách quốc tế và 31.000 du khách nội địa. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, mặc dù tại Hội An trời mưa rất lạnh nhưng ghi nhận tại nhiều tuyến đường như là Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thái Học vân vân, một số thời điểm du khách rất đông và trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài. Số lượng du khách tới thăm và lưu trú tại tỉnh Quảng Nam trong dịp Tết Dương lịch năm nay tập trung phần lớn ở phố cổ Hội An, nơi diễn ra nhiều hoạt động và các sự kiện như chợ phiên Hội An, không gian ẩm thực phố hội, lễ hội mang tên tinh hoa trà Việt Hội An 2022, rồi chương trình Hội An xuân và tuổi trẻ và dạ hội mang tên Hội An chào năm mới. Bên cạnh đó là sự kiện mang tên con đường nghệ thuật sáng tạo Quốc hội Việt Nam sắp phê chuẩn để bổ nhiệm hai phó thủ tướng. Ngày mai Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm hai phó thủ tướng mới sau khi phê chuẩn miễn nhiệm các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam ở tại kỳ họp bất thường. Bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu cho biết chiều ngày 3 tháng Giêng. Theo bà Thanh, tại kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 này, Quốc hội sẽ xem xét ba nội dung về công tác nhân sự, gồm có cho thôi làm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng. Nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ ngày 5 tháng Giêng, kết thúc vào chiều cùng ngày. 4 ngày trước, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp bất thường, quyết định cho Phó Thủ tướng Thường trực là ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa thứ 13. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí Ủy viên Trung ương, Thông cáo ngắn gọn phát đi ngay sau cuộc họp không nêu lý do cụ thể cho các quyết định này. Bắt giữ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam liên quan tới vụ chuyến máy bay giải cứu. Ông Trần Văn Tân là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa bị cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan tới vụ chuyến bay giải cứu. Vào tối 31 tháng 12 vừa qua thì cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Việt Nam cho hay họ đang mở rộng điều tra về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao rồi Hà Nội và các tỉnh và các thành phố cùng ngày cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt giữ bị can nói trên để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông trần văn tân về tội nhận hối lộ theo tài liệu của tờ báo Tuổi Trẻ Online trong nước thu thập được thì trong 2 năm 2021 tới năm 2022, ông Trần Văn Tân đã ký hàng chục công văn đồng ý cho nhiều công ty tổ chức đón tiếp các công dân Việt Nam và những người nước ngoài đến cách ly tại cơ sở lưu trú có thu lệ phí tại tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, ông ta còn ký một số quyết định về việc thành lập những khu cách ly tập trung có thu lệ phí đối với những người nhập cảnh tại một số khách sạn tại tỉnh Quảng Nam. Bà Nguyễn Thị Thu Lan là trưởng ban tuyên giáo của tỉnh ủy Quảng Nam nói rằng hiện nay đang trong tiến trình điều tra chưa có kết luận chính thức, khi nào có tin cụ thể thì tỉnh Quảng Nam sẽ thông báo tới báo chí. Trả lời câu hỏi là tỉnh ủy này có họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Tân hay là không thì bà Lan cho hay hiện nay thì chưa, chỉ mới nghe tin từ Bộ Công an mà thôi. Sắp đến Tết, thưa quý vị, một nhà vườn ở miền Tây chỉ mất 5 cho đến 6 tháng đã sưu tập được gần 50 cây mai vàng có gốc dáng thế đẹp, trị giá hơn 127.000 Mỹ kim. Chủ nhân của bộ sưu tập mai vàng đắt giá này là Nguyễn Hoàng Khang, 35 tuổi, ở phường Long Hòa, thành phố Cần Thơ. Vườn mai vàng gần 50 gốc cây của anh Khang có tuổi đời từ vài chục năm đến hơn 100 năm tuổi. Vốn đam mê mai kiểng nên anh đã săn lùng khắp các tỉnh thành của miền Tây để mua những cây mai có gốc và dáng thế đẹp về trồng khắp khuôn viên nhà. Anh Khang cho biết bắt đầu sưu tập mai từ năm 2021. Chỉ mất thời gian từ 5 đến 6 tháng, anh đã sở hữu gần 50 cây mai vàng có dáng thế, gốc đẹp với nhiều giống khác nhau như mai vàng 5 cánh, mai vàng chín cánh, mai rào, mai đại lộc vân vân. Đặc biệt còn có thêm mai xù là một trong những loại quý hiếm để sở hữu gốc mai đẹp và ưng ý, ngoài tốn công chăm sóc, anh còn không ngần ngại chi khoản tiền lớn để thuê nghệ nhân giỏi tay nghệt để tạo dáng, chỉnh sửa, uốn nắn và cân chỉnh khung mai. Với anh thì một cây mai đẹp có giá trị phải hội tụ những yếu tố như là độ hoành, thế dáng và bộ rễ xòe đều. Sắp đến Tết thì tại Việt Nam có nhiều chiêu lừa đảo rất độc đáo. Vào ngày 3 tháng Giêng vừa qua, công an tại xã Gia Tân 1 của tỉnh Đồng Nai cho hay họ vừa tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ 69 tuổi tố giác là bị một kẻ giả danh là thiếu tướng công an lừa đảo chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng Việt Nam, tức là gần 13.000 Mỹ Kim. Theo đơn trình báo thì phụ nữ này nhận được hai cú điện thoại từ một người đàn ông tự xưng có tên là Nguyễn Văn Viện, cấp bậc thiếu tướng công an thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Và người đàn ông này cho bà biết là bà có liên quan tới một vụ án về ma túy. Sau đó ông ta đã gửi cho bà một quyết định rồi lệnh bắt gia tạm giam ghi tên của bà, đồng thời yêu cầu bà phải cung cấp tất cả các thông tin cá nhân và tài sản bà đang có. Do quá lo sợ nên phụ nữ này đã cho ông ta biết hiện nay bà đang có 13.000 Mỹ Kim trong chương mục ngân hàng và 5 cây vàng cất giữ ở nhà. Nghe thế thì người đàn ông kia yêu cầu bà phải chuyển số tiền này vào một chương mục ngân hàng, và ông ta còn yêu cầu bà phải đi bán 5 cây vàng để chuyển tiếp vào chương mục ngân hàng nói trên. Đến lúc này thì phụ nữ nói trên đã nghi ngờ là bị lừa nên đã trình báo cho công an. Cơ quan xuất nhập càng thuộc về Bộ Công Thương cho biết, 11 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 100.520 tấn thịt heo, trị giá 214.85 triệu Mỹ kim. Giảm đi 32.4% về lượng và giảm 37.4% về trị giá so với cùng kỳ của năm 2021. Tính trung bình thì giá nhập khẩu thịt heo chỉ là 2.137 Mỹ kim cho một tấn, tức là khoảng chừng 60.000 50.646 đồng cho 1 kg. Trong khi đó, khảo sát ở một số chợ dân sinh ở Hà Nội thì giá thịt heo ở trong nước dao động từ 90.000 cho đến 180.000 đồng cho 1 kg. Việt Nam nhập khẩu thịt heo từ 31 thị trường trên thế giới, trong đó nhập nhiều nhất là từ Brazil, Nga, Đức, Canada và Hòa Lan. Brazil là thị trường cung cấp thịt heo lớn nhất cho Việt Nam với 37.610 tấn, trị giá là 82.57 triệu Mỹ Kim tăng được 26% về lượng và tăng 15,7% về trị giá so với cùng kỳ của năm 2021. Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 55 thị trường trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Nam Hàn và Nga là 5 thị trường lớn nhất. Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam. Người dân tại Sài Gòn đổ xô vào siêu thị để mua gạo nếp và bánh mứt ăn Tết. Những ngày vừa qua, sức mua của hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op Mart đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Có siêu thị đã tăng gấp 3 hoặc gấp 4 lần. Khách hàng đa số lựa chọn những sản phẩm về Tết như là gạo nếp, đậu xanh, giò lụa, bánh mứt và các mặt hàng tẩy rửa trang trí nhà cửa v.v. Ngoài ra, dịch vụ gói và giao những giỏ quà Tết đang rất thu hút khách hàng với hơn 10.000 giỏ quà được cung cấp ra thị trường mỗi ngày. Do Tết Dương lịch và Tết Nguyên đáng cách nhau chỉ có hơn 20 ngày nên người tiêu dùng có xu hướng mua sắm kết hợp một số loại hàng hóa có giá hợp lý. Tại các siêu thị như là Emark trong vòng 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, số lượng khách hàng tăng khoảng 10%, doanh thu tăng 20% so với năm ngoái. Đại diện của siêu thị Imac e cho hay, năm nay do kinh tế khó khăn nên người dân đa số tập trung mua các loại nhu yếu phẩm và những món không thể thiếu trong dịp lễ Tết như là bánh ngọt, nước ngọt, nước yến, bia, các loại hạt khô và chocolate. Các ngành hàng như là thời trang và điện máy lại có sức mua chậm hơn. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương.